Vâng, em xin chào tất cả các bác nhé. Hôm nay em giới thiệu đến các bác một chiếc Corango CX Zero. Chiếc này là chiếc full carbon các bác nhé. Và nó có cái size rất nhỏ. Ống đứng là 42, ống ngang 50, đo tâm nha các bác nhé. Xe thì trang bị bộ ghi đông bông tăng Beda này. Cái yên Samatco Bonra này. Cả bánh bộ full room. Full room F4. Và bộ group Shimano 105 5800, 2 đĩa 11 níp thôi nha. Đó. Và bây giờ em sẽ quay cận cảnh chi tiết giới thiệu đến các bác nha. Thì cuối video em sẽ báo giá chiếc này cho các bác luôn. Đầu tiên là bộ ghi đông bông tăng này. Đó. Tiếp theo là cặp tay lắc. Rất mới các bác nhé. Cực kỳ mới. Cực kỳ mới. Cao su của nó là còn nguyên xi các bác nhé, không có một vết rạn, vết chày gì hết. Đó. Tiếp theo là ngàn thắng này. Không vết chày luôn. Đây, các bác có thể thấy này. Hai cái chấm sơn ở trên chỗ này nó còn nguyên xi các bác nhé. Kể con ốc cũng thế này. Các bác có thể thấy là cái bộ group này nó rất mới, kể cả những con ốc trong này nó vẫn còn cái sơn định vị này. Đó. Tiếp theo là bánh trước full group Racing F4 18 cam, trước là 18 cam các bác nhé, cam inox tròn. Vỏ thì còn rất đẹp các bác nhé. Tiếp theo là giò dĩa đi. Đây các bác có thể thấy là giò dĩa Shimano 105 5800, 11 tốc độ này. Đĩa lớn 50, đĩa nhỏ 34. Đó. Các bác có thể thấy cái phần răng của nó này. Đó, phần răng còn vuông đét đẹp luôn các bác nhá. Xe này là có một đôi bi đen cái 105 các bác nhá. Có một đôi bi đen cái 105. Em có vứt ở trong nhà kia, em không mang ra. Tiếp theo là sang đĩa này. Không một vết chày. Tiếp theo là quy đề sang níp. Rất mới, chảy rất tí thôi. Đây các bác có thể thấy cái bánh cao su của nó vuông này. Đó. Níp này, cái níp các bác có thể nhìn thấy này. Độ mới của cái bộ rút này nó phải trên 90% nữa nha. Đấy là nói giảm bớt đi đó. Room sau full room F4 ngàn tháng sau cũng như ngàn tháng trước không? Các bác có thể thấy nó còn ốc chưa, còn nguyên xi hết thôi nha, mới tinh, rất mới. Cọc yên theo xe này của hãng này, nắp cọc yên này, cái khóa cọc yên cũng Corango các bác nhá. Cái yên thì yên Samatco Bonra, cái yên này thì cũng gần như là mới tinh luôn. Đó.
đến cái khóa này của nó này. Khóa zin luôn các bác nhá. Phần giò bên trái này còn rất mới. Đây khóa trước với khóa sau khi mà này. Đó, full room hết các bác nhá. Bây giờ em sẽ quay chi tiết về cái sườn này. Bộ chén cổ hãng Corango nha các bác nhá. Đó. Cái sườn này thì cũng phải nói là rất mới. Em sẽ quay từ cho các bác. Đó, nó có một cái chấm xíu thôi này. Đó, các bác để ý nha, có một chấm nhỏ xíu thôi. Còn lại là nó không có một vết chày nào cả. Xe này thì siêu nhẹ các bạn. Tem của nó là phần tem này được in hết lên các bác nhé, in hết. Đó, có chữ Nhật này. Phần ống chéo của nó này. Phuộc trước này. Đó, Seikero. Đây, tem của hãng này. Em quay này không biết các bác có thể nhìn thấy cái phần vân carbon nó lộ ra các bác nhé. Nó lộ vân carbon ra nhé. Đó. Những cái xe mà sườn carbon mà đây nó có cái chứng chỉ UCI này. Đó. Là đạt chuẩn các bác nhé. Chuẩn để đi đua đấy. Những cái xe mà carbon mà nó được sơn kín hết cả lên ấy mà không nhìn thấy vân carbon ấy thì khả năng nó là cái vật liệu carbon lô các bác nhá. Carbon nó phải lộ vân ra như này này. Rồi. Các bác có thể thấy còn miếng siêu luôn để dành cho các bác về các bác bóc. Vẫn còn nguyên miếng siêu trong này. Này. Các bác thấy chưa? Đó, để dành cho các bác về các bác bóc nhé, cho sướng. Cái gầm. Chiếc sườn này thì sử dụng cho được cả group điện các bác nhé. Group điện, group cơ đều được hết. Đó, đây nó ghi nè. Trang ghi là cái sạc điện đó. Thì không biết cái lỗ sạc điện ở cắm ở đây. Đó. Rồi bây giờ em test cái tiếng cối của cái cặp ga sinh F của này cho các bác. Vừa rồi thì em có quay tổng thể cũng như chi tiết chiếc Corango CX0 này giới thiệu đến các bác rồi. Em nhắc lại cái size của nó rất nhỏ, ống đứng 42, ống ngang 50 thôi nhé. Các bác mét 55, 56 đổ lên là đi được rồi. Các bác nào mà có thân hình nhỏ nhỏ mà đang tìm kiếm chiếc xe size bé thì đây là một chiếc xe lý tưởng các bác nhé. Vì không dễ kiếm được những chiếc xe size nhỏ này đâu. Độ mới của chiếc này thì nó còn rất là mới. Thì bác nào mà có nhu cầu thì liên hệ với em theo số điện thoại 091 840 9990 các bác nhé. Bây giờ em cũng xin báo giá luôn là chiếc này giao dịch với giá 33 triệu các bác nhé. 33 triệu cho một chiếc Corango CX0 chính hãng. Cái size cực kỳ nhỏ. Full bộ group Shimano 105 5800, 2 đĩa 11 níp. Bộ dàn đầu beta
yên Samaco, cặp bánh full room Racing S4 các bác nhé. Số điện thoại của em thì em có ghi mở tựa đề video, bác nào cần thêm hình ảnh chi tiết chỗ nào thì kết nối Zalo em đã gửi thêm hình ảnh chi tiết cho các bác nhé. Đó, các bác theo dõi kênh YouTube của em, các bác nhớ đăng ký kênh nhá, nhớ đăng ký kênh để khi em đăng xe lên thì YouTube họ sẽ thông báo cho các bác. Chiếc xe rất mới các bác, thời lượng video khá dài rồi, xin kết thúc video đây nhá. Cảm ơn các bác đã theo dõi video của em. Xin chào các bác.